Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến của cơn bão số 3, bão Iagi. Vào 1 giờ ngày mùng 7 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ vĩ Bắc, 109,2 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 250 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, tức là từ 150 đến 166 km/h, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h. Đến 13 giờ ngày mùng 7 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ vĩ Bắc, 107,2 độ kinh Đông trên vùng ven biển Quảng Ninh Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, 15 đến 20 km/h. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Đảo Cô Tô có gió giật mạnh cấp 9, Móng Cái Quảng Ninh gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, 11. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 14, giật cấp 17. Biển động dữ dội, sóng biển cao từ 3 cho đến 5 mét, vùng gần tâm bão đi qua từ 6 cho đến 8 mét. Gần sáng ngày 7 tháng 9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 12, giật cấp 14. Sóng biển cao từ 2 cho đến 3 m, sau tăng lên 2 đến 4 m, vùng gần tâm bão từ 3 cho đến 5 m. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 cấp 8, giật cấp 9 cấp 11, thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối ngày mùng 7 tháng 9. Và từ gần sáng mùng 7 tháng 9 đến sáng ngày mùng 9 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 cho tới 350 mm, có nơi từ trên 500 mm mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất trên sườn dốc do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng ở khu vực phía tây bắc bộ khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế cần đề phòng nguy cơ xảy ra rông tố lốc và gió giật mạnh trước khi bão ảnh hưởng Trước đó, thực hiện công tác phòng chống bão, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập 7 đoàn công tác đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 3 trên địa bàn và tiến hành cấm biển từ 11 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2024. Cơ bản hoàn thành việc kêu gọi tàu thuyền về nơi neo đậu, di rời người dân về nơi an toàn trước 16 giờ ngày 6 tháng 9. Diễn biến của cơn bão số 3, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong những bản tin tiếp theo.